Ngày 2 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý an toàn một quả bom nặng 337kg được phát hiện tại ấp Vĩnh Bảo, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành do người dân phát hiện trong lúc đánh bắt thủy sản gần bờ. Trước đó, ngày 10 tháng 10, trong lúc đánh bắt thủy sản trên sông Củ Chiên, một người dân địa phương đã phát hiện quả bom mang ký hiệu MK82 dài gần 2m, loại 750 bản, nặng tương đương 337,5kg. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, quả bom do Mỹ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh tuy bị vùi lấp trong thời gian dài nhưng còn nguyên ngòi nổ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với lực lượng công binh quân khu 9 để thực hiện hủy nổ vào ngày 9 tháng 11 theo đúng quy định.